hôm qua em nói em yêu. Giờ anh xin được hỏi giá qua đêm của em bao nhiêu? Hôm qua em nói em thương. Giờ nhìn lại em chỉ là con bitchy qua đường. Em nói thật đáng khinh, chẳng bao giờ được đáng tin. Gọi cho anh làm con cặc gì? Chuyện mình đã hết chắc em đã quên nhỉ? Anh muốn em chết mà không tìm được xác. Giờ tôi sốc thuốc trên giường của thằng khác. Chết loạn thể, không còn tiếng tâm. Đã lại bị bọn em khi anh viếng thăm. Gọi cho tôi khi cô cần hơi ấm. Cô chỉ có chừng ghệ mới tôi đâm. Tặng cho xác cô về nằm xuống. Nhét cái phone vào lồng cô luôn. Xin cô biết phận đừng làm phiền nữa. Tôi không quay nữa võ mà lo tiền chữa. Cô mà bán hoa hố mi tôi ủng hộ. Diệt cô tận gốc như giết giặc húng nó. Chanel, Dior, hay là em muốn Gucci? Hả? Bentley, Lamborghini, hay là em thích Audi? Nói đi. Nike, Adidas, hay là Supreme XLV? Có nào? Người đưa em xài hết phút cuối bị dụ thịt cho muốn lớn. For ơi là for where your real love. Người như em thì yêu gì nổi, em chỉ có real for. Em hy sinh nhân phẩm để mình được trưng diện thành đẳng cấp. Mức vài cọc tiền vì đỉ thì nói thật anh chẳng chấp. Chẳng chấp. Đủ má lộn số rồi má. Nhay nữa là mất xác nha. Coi chừng có vụ cháy nha. Hay là nạn nhân 111 không đến cứu hỏa. Mày nói đạo lý mà sống như lồn. Không được đéo có mà cứ thích độ. Phụ nữ mà không biết chăm con. Thì em quen nghe tại thiên địa.com. Em ơi sao trông em thật mất dạy. Lừa dối hai mặt bao nhiêu lần mà anh à đâu hay. Sức rút em trên người. GG của em chạm đất. Môi em GCE cũng xinh. Nhưng mà đầu em thì đầy cứt. Em nói em lương chung thủy. Lộn quen mà sao để người khác xài chung nhỉ? Anh đâu thể nói là em và sống chó. Vốn dĩ một điều em đã sẵn là con phó. Chanel, Dior, hay là em muốn Gucci? Bentley, Lamborghini, hay là em thích Audi? Nike, Adidas, hay là Supreme XLV? Có người đưa em xài hết phút cuối bị dụ thịt cho muốn lướt.